Chúng ta đã đi qua rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng chúng ta không bao giờ chùn bước. Và bây giờ chúng ta ở đây với hơn 100 chi nhánh của Pozati trên khắp cả nước. Hiền muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Hiền sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Hưng Yên, không có gì đặc biệt. Nhưng Hiền luôn tin rằng không gì là không thể nếu chúng ta có đủ đam mê và ý chí. Đã trải qua nhiều khó khăn và thất bại với một khoản nỗ lên tới 41 tỷ đồng. Nhưng điều đó không làm Hiền sụp đổ. Thực tế, nó chỉ thêm động lực để Hiền đấu tranh và vươn lên. Nhưng dù có bao nhiêu thử thách và nỗi sợ, Hiền không bao giờ từ bỏ. Học cách vượt qua sự sợ hãi, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về thể chất. Từng sợ độ cao, sợ rừng núi, không hề biết bơi, Hiền đã quyết định đối mặt với những nỗi sợ đó. Hiền đã chinh phục những con đường đèo núi khắc nghiệt và sống sót trong những môi trường mà Hiền từng sợ hãi nhất. Là người đứng đầu của một tập thể, nhất là trong tập thể toàn là những người trẻ, có đam mê, có khát vọng, đây là điều thôi thúc Hiền phải phá bỏ các giới hạn của mình, đầu tư 200% công sức để đi học marketing, vượt ngàn km để học hỏi kinh nghiệm của các bạn trẻ nhưng đầy kinh nghiệm trong ngành F&B. Đã vượt qua nhiều khó khăn, Hiền hiểu được ý nghĩa của việc kỷ luật. Bằng mọi sức phải tiếp tục hướng đến thành công, không bao giờ sợ hãi và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tuân theo kỷ luật giúp Hiền xây dựng Pozati từ một ý tưởng nhỏ bé trở thành một thương hiệu trà sữa lớn mạnh. Với sứ mệnh đã mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đậm chất Đài Loan và chất lượng tuyệt vời. Hãy cùng nhau tiến lên! Hãy tiếp tục mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho mỗi khách hàng và lan tỏa tinh thần Pozati khắp nơi. Chúng ta có thể làm được bởi chúng ta là những người không ngại khó khăn, không sợ thử thách. Hãy giữ nửa đam mê trong lòng và chúng ta sẽ đi xa hơn mọi giới hạn.